Vâng. Ok chị, bây giờ chị cho em xin cái địa chỉ nhé. Một lần nhiều không chị? Một lần nhiều ở trong trán và trong cằm. Thì chắc là chị phải thay sữa rửa mặt. Công ty gì chị? Sữa rửa mặt thì nó đã phải sạch một Công lần ty rồi. xịn. Y dài ạ. Si uôn đúng không ạ? Gì cơ chị? 14 khu công nghiệp khai quang đúng không? Chị phần chứa trên vâng, trán cái phần chữ T trán cằm chữ T miệng. Ok chị, cái này nó không phải là mụn nội tiết, không phải à? Vâng, mụn mà ẩn trên trán nhiều nó không phải nội tiết đâu chị, mình sử dụng chưa đúng sản phẩm. Ok chị, vâng. Ok chị, thì em gửi về địa chỉ là khu công ty Siêu 14 khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Còn chắc là mai hoặc ngày kia là chị nhận hàng thì chị ấy gọi điện này giúp em tí nhé. Vâng, chị lưu số của em vào nhé. Và tìm kết bạn Zalo của em ạ. Đợi một tí cho cái xe nó thẩm thấu vào trong da của chị nhé chị nhé. Mụn ẩn này peel đi là tự nó đẩy cái nhân mụn lên đấy chị. Chị đừng nặng. Đấy, trộn bây giờ nó nhiễm lại với nhau thành một cái hỗn hợp như thế này này chị. Và chị thoa lên trên da. Bình thường da chị chán có nhiều mụn ẩn. Đấy, đánh vào là thấy xâm xích rồi. Đúng rồi, nó mới có chấm chích. Chị sẽ thấy hơi hơi sót sót một chút chị ạ. Đấy. Vì cái tác động của cái da mụn mấy cả chỗ nào mà kiểu như là nặn mụn mà nó còn đang tổn thương ấy là nó sẽ sót. Làm xong khoảng 2 tuần là da đẹp. Phúc lấy cho chị cái đèn kia để chiếu sáng hơn cho chị nhìn rõ cái da chị. Đấy, cái đèn đèn sáng ấy. Đèn đấy không hay là cái đèn này? Cho nó cao lên. Chị thấy đau hơi. Chắc đau phải lấy cái đèn kia chiếu buồn. Thẳng vào. Nó hơi sót. Chỉ hơi hơi một chút thôi chị ạ. Khoảng 3 phút sau là chị sẽ thấy nó sẽ ổn hơn chị ạ. Cái tình trạng da này của chị thì em chỉ để cho tảo nó ngấm cỡ khoảng 4 cho đến 5 phút thôi chị nhé. Cái này đi sắm môi mấy cái sắm mí là phải ngừng bao nhiêu lần rồi chị? Chị cứ thả lỏng ra chị ạ, cái này nó không có ảnh hưởng gì đâu. Cho cao này để tầng phía bên này này. Tầm khoảng 3 đến 4 phút. Bên này này để nó sáng bên này nữa. Bên chỗ chị ạ? Ừ. Cho cao lên. Trong quá trình đợi cái vi kim thẩm thấu thì mình sẽ đi xử lý cái mặt nạ chị ạ. Mặt nạ nhá, bao giờ mà gần lấy thì hay không có chảy hết ra. Chị nói như thế này tự làm, nghe chừng khó, nó cứ châm chích cái này thì bố ai mà tự làm được.
Nhưng mình tự ngồi mình tự tự quét đấy chị. Nó cũng như thế này thôi, biểu hiện như thế này thôi. Tuần sau mà chị không tự làm được lại sang. Vâng. Chị cứ qua đây em thứ bảy em làm cho chị. Lúc đấy thì như bình thường mà trừ lúc chị sang đến giờ là chị làm chị xong về xong lâu rồi. Đây hôm nay là muốn được tư vấn thì mới phải mất thêm khoảng thời gian thôi. Cái này từ lúc mình làm thì nó mất tầm khoảng 40 phút thôi chị. Trong đấy thì có tầm 15 phút là mặt nạ hai lần. 30 phút còn làm kia nhanh lắm. Tránh vùng mắt đúng không? Vâng, tránh vùng mắt chị ạ. Chị hết châm chích chưa? Vẫn còn hơi còn sót sót. Hơi sót sót. Nó sót sót đi, nó không phải là chích chích đâu. Nó sót sót là như này, cái sót sót là một là có hai biểu hiện, một là da chị quá khô. Nên khi mà đưa cái sản phẩm này vào thì nước nó vào gấp ấy, nên nó bị sót. Hai là mình bị những cái tổn thương mụn ấy, những cái chỗ mà chị ấn ấy, nặn ấy. Đâm ra là nó mới bị sót. Nó sót sót nhưng mà chưa cảm giác châm chích. Mấy phút nữa chắc được 2 phút này, để chị 5 phút thôi. Da nhạy cảm mà. Vâng. Mình quét trước mà. Không, kể cả mình dùng trước hay dùng sau nó vẫn khô hơn. Chị sẽ lấy một chút tinh dầu ra chị ạ. Một chút sẽ là nó bao nhiêu. Mình cứ nhìn nhìn canh canh ấy chị ạ. Cái này độ mấy ống đấy là một lần là được à? Chỉ cần một thôi ạ. À, một lần thôi gì? Sao chị thấy Huế nó làm nó lấy nhiều lần ghê mà. Em thì thường thường em lấy 2 lần. Chị ấy lấy kiểu như là không đầy muỗng ạ. Còn nếu mà lấy một muỗng cứ lấy một hút đấy là được vậy. Hoặc là tùy vào cái tình trạng da nữa, mình massage này mà mình thấy thiếu thì mình lại cho thêm ạ. À, thế gì? Tập trung cái vùng mũi chị là cái phần mụn đầu đen nhiều hơn cái phần mũi nó bị ám. Mình giảm đều ra xong bắt đầu mình ấn ạ. Chị có thấy đau không ạ? Không, ấn thì không có đau. À, nó chỉ một tí cái lúc đầu thôi. Bắt đầu già này. Thấy rồi à? Nhanh thế á? Nhanh chị này. Thế à? Bắt đầu già luôn. Nghe chừng cái chán này rất nhiều rồi. Tại vì chán của chị là có nhiều mụn ẩn chị ạ. Đấy, da. Nghe máy hộ chị mới thẳng. Đây chị nhìn da. Da nhiều. Chị nhìn gương. Chị tỏ làm sao mà không thấm được sản phẩm nhỉ? Trượt xuống hết hai bên. Dùng toàn mỹ phẩm xịn mà. Cái này nhá, nó nếu mà là bôi dạng gel lên thì các chị bảo là đấy là cái gel, nhưng mà đây là dầu chứ không phải là gel, nên đây là dầu cái da chết của mình. Tay em này. Hoàn toàn là nó là cái da chết, cái da sừng hóa loại bỏ, cần được loại bỏ. Tưởng em nhấn cơ mà đấy, tưởng thì em gì nhá. Vâng ạ, nhấn xuống bên dưới chị ạ. Mình sẽ nhấn này. Mình ấn nhưng mà ấn trượt tay xuống dưới ấy chị ạ. Để cho cái cái da của mình nó xuống hẳn bên dưới ạ. Nó xuống phía dưới như này. Đấy. Đây chị nhìn này. Đây chị nhìn phía bên này. Đấy, mình ấn làm sao cho cái này nó trượt hết xuống bên dưới như này để mình nhặt ra cho dễ thôi.
nó có cái dầu thế thì nó không bị đau chị ạ. Nó chỉ lấy cái da của mình đi thôi. Đấy là chị nhìn thấy da ở trên này chị nó đã sáng bóng rồi này. Đấy, cái phần này này. Đấy. Lúc mà em làm xong rồi, xong rồi đến phần dưới nó cũng lại giống như phần trên. Mình nhặt hết ra rồi thì nó vẫn như thế thôi. Bung một lớp da rồi. Đấy, nó bung một lớp da luôn. Da nó nhiều sừng mà. Mỏng nhưng mà nó nhiều sừng ấy. Tức là cái tầm tuổi này thì cái tốc độ mà bong da nó chậm hơn so với tốc độ sừng hóa, đâm ra là nó không thay được cái tế bào ở dưới này, ra là nó cứ bị bít tắc lại ở lỗ trên lông của chị ấy. Nó mới sinh ra mụn này nhiều mà. Chứ mụn này nó không phải mụn nội tiết đâu chị nhá. Nó piu mà thấy ổn thì đến tháng 12 lại piu là nữa. Vâng. 12 da này của chị cứ để cho em tầm 4 tháng piu là. Chị cứ dùng dưỡng hoặc là nó đẹp mà. Mình chỉ muốn đẹp thêm thì mình đi vừa. Và chị Hàn không, Long chị cứ kệ. Làm có một buổi thôi, đến buổi thứ hai là da chị đã khác hẳn luôn. Đẹp. Sao đến da của mình hơi hơi hồng hồng đỏ đỏ lên là mình sẽ ngừng lại chị ạ. Hơi hồng hồng thôi chị ạ. Như em làm thì da của các chị sẽ không hồng đâu ạ. Làm đến buổi 4 cũng không hồng. Làm ấn nhẹ lắm. Mũi nó có bong da không? Có chị. Có chị. Sao mà sao mặt nó căng cơ đấy nhỉ? Dạ. Cái này nó trẻ hóa da tốt mà. Nếp nhăn vùng trán là sẽ cải thiện rõ luôn đấy. Chứ không làm như cái bọn ở chỗ công ty chị rồi. Ôi, chị Đào ấy, suốt ngày mặt đỏ với sưng. Bong với chóc nhưng mà sau rồi hai cái máu như là cái chị nằm chảo ấy. Bây giờ người ta không làm cái công nghệ thế đấy, xong rồi đi nóng mặt đỏ lắm, sạm vào. Bây giờ ấn vào bắt đầu thấy cảm giác như kim châm thật. Đấy. Hơi hơi thôi đúng không chị? Hôm qua em làm cũng phải ra ngần này, ra chết. Thế cơ à? Vâng, em làm buổi thứ hai rồi đấy. Thứ sáu tuần trước nữa làm buổi rồi. Nhưng qua muộn quá thành ra không like. Bây giờ sẽ lấy cái bông mình vắt một chút nước sạch đi, mình lau lại. Lấy bông ẩm nhá chị nhá. Lau bằng bông ẩm cho em, đừng lau bông khô. Mũi của chị cũng oxy hóa nhiều mà làm hết liệu trình này là hết oxy hóa rồi. Thế chị soi xem không đỏ một tí nào. Chứ chỉ soi đỏ thôi. Không ạ, chị đỏ là của chị chỉ kia sáng là xong lên thôi. Chị không có đỏ một tí nào luôn. Chị chỉ có cái kim này nó sẽ tan cho chị từ 3 tiếng cho tiếp theo và đến 3 ngày tiếp theo thì nó sẽ hết sạch, nhưng mà 3 tiếng sau là chị thấy hết cảm giác châm chích rồi ạ. Ngày mai nhá, ngày mai là chị sẽ thấy là ví dụ như là cái phần mà mụn đầu đen của mình có thể nó đẩy lên. Và cái phần mụn ẩn nó có thể đẩy lên một chút.
Đấy, nhưng mà chị cứ để nguyên, chị đừng nặn, chưa nặn vội. Nhưng mà nó đẩy lên thì chị có dùng cái chấm mụn, cái pot chấm mụn chị đang dùng đó không? Không, không, không. À, không chị dùng cứ à? Để nguyên đấy, tại vì dùng cái đấy là nó sẽ bị thâm. Thì là chị cứ để nguyên như thế nhá. Chị để nguyên cho nó đẩy hết lên, sau 3 ngày tự nó đẩy hết, trồi hết nhân lên. Những cái nào mà già nó tự nó trồi nhân lên. Thì là mình chỉ cần lấy cái gạt mụn ấy, mình gẩy gẩy lên là được. Chị đừng nặn đấy. Chị có cái cây lấy mụn không? Chị không có đâu. Chị toàn là... Đây là như là ở đây là có cái cây lấy mụn này, xem này. Dùng chút nước hoa hồng. Cây lấy mụn mình chỉ cần gẩy ra cái sau ra. Lấy chút nước hoa hồng nữa. Nó không để lại thâm. Rửa sạch rồi thì mình sẽ lấy một chút nước hoa hồng, mình lau sơ đi cho nó cân bằng độ ẩm cho da. Xong bôi A cộng xong rồi mới đắp mặt nạ. Vâng, bôi A cộng xong mới đắp mặt nạ chị. Đây em có A cộng sẵn rồi thì em sẽ pha cho chị một lớp. Em tra cho chị về chị bóc. Thế thì như bình thường ở nhà mà mụn ẩn mà đẩy lên mà nó thành sưng viêm ấy là chị toàn bôi cái pot này chấm pot chấm mụn thôi. Không, cái này cũng nó mụn ẩn nó sẽ không thành viêm đâu ạ. Vâng. Còn châm chích không chị? Không, chỉ có đó hơi đọng vào đấy. Cộng xong em sẽ đắp mặt nạ cho chị ạ. Đây là cái mặt nạ nó sẽ thành cái hình thế này rồi chị ạ. Sau mình nhà mình cho nước vào nó nở ra là... Chị cứ cho vào cái khay như thế này. Hoặc là nhà mà không có khay thì chị sẽ cho vào cái đĩa. Không, cái khay thì là mình mua mặt nạ nó có rồi đúng không? Vâng. Một hộp 10 miếng mặt nạ nó mới có một cái khay này. Thôi hộp kia thì bạn ấy bảo còn có mấy miếng thì xong chị lấy cho chị hộp luôn. Vâng. Chị đắp mặt nạ cho em 15 phút chị ạ. 15 phút thì chị bắt đầu lột cái mặt nạ ra chị ạ. Bóc ra cái này thì trắng hơn này. Chị còn thấy hơi đau một chút không ạ? Không.
a cộng nhà chống nắng lên nhà sau chị ạ. Kim kim nó vẫn còn chị ạ, đến mai nó tan hết. Chị lấy cái kem chống nắng của chị đấy, chị vỗ kem chống nắng đấy, vỗ được kem chống nắng đấy đúng không? Vỗ được chị ạ, cái kem đấy chống nắng đấy dùng được ạ. Để nó thấm đã sau cái vỗ đúng không? Vâng. Này chị chỉ làm buổi 2 thôi là trán của chị sạch đẹp ngay. Chị là cấu trúc da của mình nó cũng trắng mà. Có điều là để nó lên mụn hơi này thành sẹo thâm. Đắp những cái đoạn nào đắp nó sáng, đoạn nào mà không vô tới thì là trông nó tối tối. Vâng. Khi bộ kem chống nắng mình cứ đập. Em sợ chị đau quá chị. Ý nói là bây giờ mà đập là đau. Nhưng nói chung là nó chỉ gọi hơi ấy thôi. Mình chỉ đập nhẹ nhẹ thôi chị, chứ mình đừng tác động mạnh quá. Không, mà ý là nó không phải là ấy lắm. Cái này đơn giản. Nó cũng chỉ là nó phải. Mai chị đi làm bình thường như là da của mình bình thường rồi ạ. Không giống mấy chị ở cơ quan đâu. Chị bôi, tí nữa chị đi nhá. Chị bịt khẩu trang cho em, chị làm cái trên trán, một cái ở dưới, hai cái tránh vùng mắt ra thôi. Bôi kem chống nắng rồi cũng phải bịt kín hết à? Vâng, bôi kem chống nắng vẫn phải bịt kín đi. Xinh rồi.